Hello anh Minh Lý, được biết anh là hôm nay rất hân hạnh được gặp anh ở đây. Thì được biết anh là khoảng chừng hơn 3 năm qua anh bị đau lưng, mỗi lần đau lưng anh phải đi rất là cực khổ chạy xe từ nơi anh ở lên tới Atlanta từ 3 tới 4 tiếng để gặp bác sĩ. Thì anh cho biết cảm giác sau khi anh dùng sản phẩm này. Xin mời anh cho biết ý kiến ha. Dạ, chào anh. Em tên là Minh. Em thì là chủ tiệm nail, thì em cũng làm nail rất là lâu, trên 15 năm. Thì nói chung đó là em làm cái ngành nail này, anh biết rồi đó, làm hoài làm mãi thì em ngồi đó, em ngồi em làm nail, em dũa đó, em dũa thì 3 năm nay em bị cái chứng bệnh là đau cột sống á, mà em đau rất là dữ dội. Mỗi lần mà đau vậy á thì em phải đi giống như là tới bác sĩ gia đình mà cũng đâu có hết, rồi hàng hàng tuần đó mấy anh biết không, em phải chạy xe một mình, bỏ tiệm lại cho bà xã với mấy người thợ coi. Em chạy gì vậy? Coi như một tuần em đi thứ hai với thứ tư là 2 ngày vắng nhất em mới bỏ tiệm em đi. Thì em đi vậy coi như mất ngày làm, rồi mất thời gian, mất tiền bạc đúng không? Và em đi về Atlanta, bác sĩ chiropractor đó, trên đường Beautiful Highway đó, thì em đi vậy thì nó chưa 3 năm nay cũng không hết, không bao giờ hết. Mà em mỗi lần đi vậy về là nó đỡ, ông có cái máy kéo xương đó, ông kéo cho em nó đỡ được cái chừng 2 3 ngày thôi. Cuối tuần em làm khách đông em bị đau lại, đau mà nó nổi, mà em nằm ở nhà mà em nhìn trên cái trần nhà đó, em nói chết rồi, cái đời mình tàn. Thì sau khi một thời gian đó, thì em có một người bạn đó, họ chỉ cho em cái lọ thuốc này nè. Em không có tin thuốc, tại vì em đi bác sĩ 3 năm mà không hết, làm sao mà thuốc sẽ giúp cho em hết. Thì sau khi mà bà xã em á, Yến á, nó mua cái thuốc này về cho em, bà xã mua cho em uống, thì em muốn được uống được đúng 3 ngày thì hai cái chân của em á không còn mỏi mệt nữa. Tại vì em đau đã từ cái lưng mà đau xuống tới những ngón chân luôn, mắt cá luôn, đi không được, mỗi lần đi đúng là đi như vậy mà 2 năm trời đi như vậy, tại cái lưng không thẳng lên được, không cách nào thẳng lên được, nó nhức nó đau lắm. Rồi sau khi em uống cái thuốc này đó, em không biết nói thuốc gì sao, nó giống thuốc tiên vậy đó. Em uống xong thì 3 ngày sau tự nhiên hai cái giò em nó không có mỏi mệt nữa, em đi đứng bình thường. Thì sau một thời gian đó, chừng là mười mấy ngày sau em vẫn một ngày uống 2 viên, chỉ 2 viên mà thôi, coi như là cái lưng em nó cảm giác nó không còn đau nữa, nó không còn nhức mỏi như những mùa đông hay là những cái mà làm khách bận rộn nữa. Sau một thời gian á, coi như là bây giờ là em cho vô cái thuốc này em uống là cũng trên 2 tháng, thì bây giờ là cơ thể em rất là khỏe mạnh, thậm chí là em có thể em đi tập thể dục được nữa. Em đi làm xong về coi như là em với bà xã với mấy nhỏ đi ra công viên á, rất là vui. Cuộc sống em coi như mà coi như cái thuốc này giống như cứu mạng gia đình em vậy đó, tại vì em mà em nằm xuống cái coi như là xong, chắc chắn là cái sự nghiệp em sẽ là hết. Tại vì tiệm Tùng là một mình em đứng tên nó, nếu mà em có chuyện gì là sấy bò nó xuống đóng cửa tiệm liền chắc chắn. Bây giờ cái thuốc này nó cứu mạng em và cứu cả gia đình em, thì em rất là cảm ơn nó. Thì cái đó là cái lời chia sẻ của em thôi. Ok, thank you anh rất là nhiều.